hiện tại thì Tuấn đang ở chỗ gần chỗ ngã tư Thành Đội, chỗ đoạn đường Lê Lợi với cả đường Tố Hiệu đấy. Thì hôm nay tiện là ngày như là âm lịch, là như mùng 3 âm lịch rồi, còn khoảng hơn chục ngày nữa là Trung Thu. Vậy thì cái việc là cái đoạn đường chỗ cầu đất này chắc chắn mọi người năm nào cũng biết rồi đúng không? Bánh Trung Thu Đông Phương lúc nào cũng đông. Thì sáng nay cũng có một cái bài báo là mọi người đứng chờ từ 4 giờ sáng, xếp hàng nhận phiếu từ 4 giờ sáng. Thì bây giờ đi qua đường này như thế nào? Thực ra thì Tuấn đã ngồi và làm video thì Tuấn cũng đã biết rồi. Đó, bên kia là đường Tô Hiệu rẽ này. Thì chỗ đoạn này, ngay chỗ đoạn này là có bánh đa cua bể trong ngõ và bánh đa cua bà cụ ngay gần đây. Mọi người vẫn đến đây ăn rất là đông. Có hôm có lần chụp ảnh xếp hàng vào đứng bánh đa cua bà cụ đấy. Còn đây sát đây rồi. Bánh Trung Thu Đông Phương chắc chắn là lại đông rồi, nhưng mà chắc chắn là sẽ không như năm ngoái nữa đúng không? Là đây là cái việc này Tuấn nhắc này. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Thường lúc này là khoảng 2 giờ chiều là mọi người cũng vẫn đến đây mua được, chứ không phải là nhất cái buổi sáng. Có thể là buổi sáng hết trong cái tầm buổi sáng cuối giờ sáng thôi, chứ còn buổi chiều và cả tối mọi người Tuấn đi qua vẫn thấy mua vẫn đông. Mà đến tầm chiều Tuấn đi qua đây khoảng 4 giờ chiều ấy, thì là có công an đứng ở đây, họ sẽ điều phối cái giao thông ở đây, vì năm nào ở đây nó cũng đông luôn. Dọc đây cũng bán đầy đủ các bánh Trung Thu, và thực ra các nơi đều bán khá là nhiều các loại bánh, nhưng mà bánh Đông Phương thì vẫn là nổi tiếng ở trên Hà Nội, như cái gì cũng là Phương, mà ở Hải Phòng là Đông Phương rồi. Hai năm trước là Tuấn thực ra gần như năm nào Tuấn cũng mua ở đây, nhưng mà có dịp quay có dịp không quay, thỉnh thoảng thôi, cũng không phải đấy. Thì dọc đây là đều có bánh Trung Thu Đông Phương, bánh nướng, bánh dẻo đầy đủ các loại, và cả bánh rán đấy nhá, bánh rán cũng ba lạ đúng không đấy. Thì một chút chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn có thể biết được là đến đây mua này. Nếu mà ấy thì đi nên đi xe hai người đến đây đi mua thì nó dễ dàng hơn nhé. Năm nào cũng đông luôn đấy, bảo sáng nay có ảnh chụp và đứng xếp hàng từ sớm, còn tầm này là lúc 2 giờ chiều. Hôm nay là 17 tháng 9 rồi, vào đúng chủ nhật. Lên đây mọi người sẽ nhìn thấy cái quán trà cúc ở đây như thế nào. Số đoạn ngay giữa nhà lớn này. Hôm nay nắng đẹp như tuần vừa rồi là mưa hết. Đấy, đường Hoàng Văn Thụ cháu bây giờ dần dần trở thành quán trà cúc. Đây cà phê, mấy quán quần áo bây giờ là dường như là nghỉ nhiều. Đây trà cúc vàng, mình thấy ở đây có trà cúc vàng cơ sở 2. Đấy. Còn không nói làm gì, ở trong cái đường Phan Bội Châu kia đoạn đầu kia thì trước cũng đã chia sẻ với mọi người về khu trà cúc ở trong đấy rồi. Mà trong đấy lúc nào thì nó vẫn cũng đông, nhưng mà kéo không kéo cái đường Hoàng Văn Thụ này kéo tương lai thành phố trà cúc cà phê, chứ quần áo thời trang bây giờ kém lắm. Chỗ đoạn này là nhà thờ lớn rồi, và trường Đinh Tiên Hoàng bên phải. Họ buổi chiều là mọi người bây giờ đi ra lối này. Đấy, đây, quán cà phê khá là đẹp này. Phim coffee. Đây, bốn hai góc bên kia có hai quán cà phê luôn. Dạ, mùa này lá rụng kinh. Bài chia sẻ nhỏ để cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo được. Lâu lâu không ra video.
ngân hàng kia vẫn thế. Khóa cho mẹ nè, để con khóa cho. Vâng.